Xin mến chào quý vị và các bạn đã cùng đến với kênh truyện của Tiến Và tập truyện của buổi tối ngày hôm nay Tiến xin được gửi tới phần cuối của bộ truyện Vùng đất quỷ dữ Hay có tên gọi cũ là Đất đầu quê em Mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe nha Câu chuyện thứ 9 Kê Linh Kê Linh là em họ của em Con gái cả của cậu Dũng Dưới nó là Kê Liên Kê Linh sinh năm 1986 Tuổi hồ, sinh giờ dần Mẹ em bảo con gái mà sinh già dần là sướng và gặp may mắn, nhưng mà cũng có nhiều chuyện chân chuyên đấy. Kê Linh càng lớn càng sinh, năm nó 18 tuổi, cao giáo, trắng trèo, mặt may sáng sủa. Thế nên, kê dai thường hay sang lê la. Lúc thì con cả con kê, lúc thì rủ đi chơi hay mua quà bánh đến tặng. Nó chẳng đáp lời ai cả, cũng chẳng nói ra nói vào gì cả. Thế nên cái dai lại càng cố cưa cầm, rình mò. Cậu Dũng em đuổi hết, đuổi thang cổ, vác kệ ra đuổi luôn. Cậu em ghét nhất là bọn con trai hay la là liếm, làm phiền con gái ông ấy ôn thi đại học. Nhất là mấy anh ăn mà không lịch sự, đóng thùng và đặc biệt là không biết tắt xe máy khi đến cổng nhà ông ấy. Nó ôn thi đại học mà như bị giam lỏng vậy. Sáng trưa, chiều, tối ăn gì, làm gì, cậu mà em lo hết, chỉ việc vác xác người ôn bài thôi. Anh em nhà em sang thì cũng chỉ nói chuyện được dăm ba câu là cậu lại cắm cỏ ngay. Nó gần như bị nhốt trong phòng vậy, cắm đầu vào đống sách vở cao bằng đầu của nó rồi. Cậu em bảo, nó mà trượt đại học thì bọn kia chết hết với cậu. Tối nào nó cũng đều đặn trong đèn học từ 7 giờ đến 12 giờ thì đi ngủ. Hồi nhà gì chưa xây, mỗi lần em sang thì đều ngủ ở phòng cạnh phòng nó vậy. Em kém nó một tuổi, ham chơi, thế nên thấy con bé học vậy cũng hơi hoảng. Đều đặn như đếm vậy, nó học đến nửa đêm thì thấy tắt đèn. Phòng kê Linh ở tầng 2, phía sau là một cái vườn khế rất rộng, được ngăn cách với cả đường ra sông bằng một bức tường gạch loang lộ. Cái linh kê bàn học nhìn ra sông qua vườn khế, nhưng mà chẳng bao giờ thấy nó mở cửa sổ ra cả. Nó đặc biệt nhát chết, sợ ma, và có lẽ cũng là một trong những đứa hiếm hoi của làng em không biết bơi. Cái linh chăm chỉ và rất thương bố. Cậu em bảo gì thì nó cũng nghe, không bao giờ cãi cả. Dù có phải cắn răng cố gắng nó cũng làm. Cậu tỏ ra yên tâm về nó lắm. Tối tối lên kiểm tra. Bảy giờ con gái đóng cửa trong đèn. Thế là yên tâm mà xuống đi ngủ. Nhà cậu em thì cầu thang nằm ngoài hành lang tầng 2. Thế nên hai tầng biệt lập hoàn toàn. Không trung trạ cửa nẻo gì cả. Con Liên thì ngủ dưới tầng 1. Tầng 2 dành hoàn toàn cho con Linh ôn thi. Để trống một phòng bên cạnh. Con Linh thì càng ôn, càng gầy mòn. Thế nhưng chỉ trong một tuần liên tục nó giảm cân thấy rõ luôn. Người thì gần như chỉ còn da bọc xương thôi, mặt xanh sao đờ đẫn. Cậu mà em thương nó quá, chăm chăm bồi bổ nhưng mà không lại. Nó càng lúc thì càng héo hon, hỏi không đáp, cứ lầm lầm lì lì. Mẹ em bảo có khi cậu nên xem lại, ép nó học nhiều quá đâm ra stress hoặc tự kỷ thì khổ thân đấy. Cậu Dũng cũng lo hết nấc luôn tối đấy cũng như mọi hôm bảy giờ cậu em lên tầng hai thì nó đã trăng đèn học từ lúc nào rồi cậu lại yên tâm đi nằm chẳng hiểu sao đêm đấy trở gió cái lưng giở trứng đau quá không sao cậu em ngủ được nhìn đồng hồ thì mới gần có mười hai giờ đêm thôi cậu nghĩ bụng thôi lên bắt con bé đi ngủ đi không mai lại mệt cầu thang lên tầng hai lát đá và khá cao do cơn mưa ban tối nên nó trơn trượt cậu em thì cứ dò dẫm từng bước lên chỗ cửa phòng của con linh đang còn sáng đèn cậu lên đến nơi mở hé cửa ngó vào thì cho con linh nó đỡ giật mình con linh không ở đấy hai cánh cửa sổ mở toang nước mưa hát vào ướt cả quyển sách ngoái ra ngoài sân thì tối om như mực vậy mưa đang lâm thâm nhà cậu em đến tối là đóng cửa biệt lập với các nhà khác lại nuôi hai con chó rất khôn. Cứ có động là nó sủa, nhưng mà tuyệt không thấy tiếng nó kêu tối nay. Đèn nhà bếp và phòng tắm cũng im ỉm đi à. Bất chợt, có tiếng gì rào nói chuyện dưới vườn khế. Cậu em trùn hẳn lại, rón rén bước ra hành lang, ngó xuống vườn. Cậu em thấy con Linh đang lẩm bẩm cạnh một gốc khế. Phía trước nó là một bóng người đen sì đang úp mặt vào góc tường. Cái bóng đứng im, không cử động gì cả. Con Linh thì cứ rủ gì lên hồi. Cậu em hét lên một tiếng. Linh! Con Linh giật mình rồi ngã lăn ra đất. Một chàng cười ré lên, sắc lẹp. Chỗ cái bóng đứng giờ chẳng còn gì. Sáng hôm sau, bà nội em bôi dầu đánh gió một lúc lâu thì cái Linh tỉnh. Nó chẳng hiểu tại sao lại bị sốt và nằm đây. Bà em gặng hỏi thật lâu thì nó nhớ, nó bảo cách đây một tuần nó vẫn ngồi học như mọi khi bỗng có tiếng cốc cốc ở cửa sổ như có người cầm đất ném vậy nó sợ lắm toàn gọi cậu dũng thì dưới vườn khế có tiếng gọi thì thầm nhưng mà nghe rất rõ là linh không hiểu sao nó đứng lại và đi ra phía bàn học dù vẫn tỉnh táo cái tiếng đấy lại cất lên lần nữa làm cho nó biết chắc không phải nghe nhầm tiếng gió đâu linh bất giác nó ơi thế rồi cửa sổ mở ra có bàn tay một cô gái bám lấy chấn xong mà đu lên nó không nhớ mặt nhưng mà bảo trông rất quen chẳng hiểu sao nó không thấy sợ mà lại cầm tay cô gái kia bàn tay đấy dắt nó chui qua khe cửa sổ rơi xuống vườn rồi cô gái đấy bắt nó hát một lúc lâu sau thì cô gái ghé vào tai nó thì thầm mai tao lại tìm mày nữa nhé rồi dắt nó đu qua khe cửa sổ vào lại phòng. Sáng ra thì nó chẳng để ý thấy gì khác cả. Cậu em hỏi, thế còn cái bóng đen đứng im quay mặt vào tường kia là thế nào? Và cả chàng cười the thế nữa. Nó khăng khăng bảo chỉ có cô gái đấy thôi. Khóc như mưa rồi lại ngất lệm đi. Nhà em hoảng quá. Bà em thở dài đi xuống ban thờ. Cả sáng hôm đấy, Bà cấm cả nhà xuống vườn khế Một mình làm gì đó ở góc tường Đến giữa trưa bà lên Mặt xanh sao Bảo từ giờ Nó sẽ không bị quấy dày nữa Rồi trở về buồng dưới Quả nhiên Từ đợt đấy trở đi Con Linh không còn vàng vọt nữa Cậu em thì cũng đem gỗ Mà chặn hết cái cửa sổ đó lại Không thể mở ra nữa Cho đến một ngày khác Câu chuyện thứ 10 Con bạn học con Linh thì vẫn ôn thi chăm chỉ và mệt mỏi. Nhưng mà cái trận ốm đấy làm cho nó xịu hẳn. Cậu mợ dũng thì vẫn cố chăm bắm. Bố mẹ em thì năng sang chơi hơn. Dối cho nó mấy hộp sữa en xua tầm bổ. Một tháng gần thi, nó vùi đầu vào học. Cố quên đi mọi thú vị hàng ngày. Họa hoàn lắm thì ngồi xem tivi được có ra 10 phút thôi. Cơ mà kết quả là con Linh trượt. Thiếu một điểm để vào nông nghiệp nó cũng chẳng đăng ký cao đẳng gì cả ngày biết tin thì con linh phát bệnh ốm cả tuần khóc lóc chán thì lại ăn ra ngủ đến bữa cậu mợ mang cháo lên thì mới chịu ăn chút đỉnh cái thân thể gầy gò của nó lại càng được thẻ suy sụp người tong teo mắt trũng thâm quầng thế nhưng mà con linh vẫn đẹp mắt của nó buồn và lúc nào cũng ngấn nước như là sắc khóc vậy cái tuần con linh ốm nó như một người khác hẳn vậy. Lúc tỉnh, lúc mê, lúc khóc lóc vật vã, lúc thì lại cười làm nhảm một mình. Có đêm cậu mà em đang ngủ thì con Linh dựng dậy, bảo ngoài bãi có cái đám ma to lắm. Nhưng mà sao lại đưa giờ này cậu em chẳng nói gì cả. Đuổi nó lên gác, bắt đi ngủ. Sáng hôm sau, trong làng có người chết thật. Tiếng kèn inh ỏi re ré khắp nơi. Ngày đưa quan nhập thổ, đám đang đi qua con đường con con ra sông cạnh nhà em thì không sao quan di chuyển tiếp được chứng lại ở đầu đường nửa tiếng rồi mới được đi tiếp người ta bảo người gốc ở làng lúc chết đi bao giờ cũng muốn ra sông lần cuối cậu mợ dũng thấy vậy trong lòng đâm lo lắng thế nhưng con linh chẳng biết chuyện đấy nó mãi chìm trong cơn mộng mị của mình khóc nhiều lại biếng ngăn, con Linh gầy ruột như dao bọc xương vậy. Cái tuần đấy có lẽ là thời gian em sang thăm nó nhiều nhất. Ngồi trông nó, chủ yếu nghe nó khóc, với cả nói luyên thuyên. Nó kể về một người làng bị chém chết đầu bãi ra sông, cách đây hơn chục năm vì tội ăn trộm. Nó bảo lúc chết, người đấy bị trói gô lại, áp mặt vào bờ tường. Dân đằng sau thì cầm dựa bổ vào đầu, nứt toác ra. Em trông nó mà như thử lửa với cả tinh thần vậy. Một tuần sau, con Linh đỡ hẳn, không còn nói cười linh tinh nữa, mà đã dịu xuống và chịu xuống nhà ăn cơm rồi. Nó lại sinh hoạt bình thường, nhanh nhỏ, nói nhiều và cũng ăn nhiều lắm. Dần ra thì người cũng đấy đà trở lại. Nó bảo quyết tâm thi lại năm sau. Bố mẹ em nghe vậy thì cũng mừng. Rồi sau xin cho nó vào một trường trung cấp tài chính của quân đội học kế toán. Để nó đỡ có thời gian ở nhà một mình mà tự kỷ thì chết. Kê Linh nghe lời bố mẹ em, sách cặp đi học và đi ôn thi lớp 13. Hè năm đấy nhà em đi Hạ Long, mẹ em rủ con Linh đi cùng cho vui. Ở biển cũng hay, thoáng đáng và mát mẻ, tinh thần thì cũng dần trở nên phấn chấn. Thế nhưng mà bố mẹ em chẳng hiểu đi đứng thế nào mà bị ngã dập lưng, phải bó thuốc, cả nhà đành về sớm mà thuốc thang cho bố vậy. Đợt đấy mẹ em vẫn đi làm, hai anh em thì đi học, nhà chẳng có ai trông bố. Con Linh xin sang nhà em để trông, để thuốc men cho bác và cũng để đổi gió. Nó cũng chẳng biết là có chuyện gì đang đợi nó tiếp theo. Con Linh sang nhà em thì có một thú vui rất hay, đấy là cứ đến tối lại lên tum hóng mát. Ngày đấy khu nhà em là tòa nhà tập thể hai tầng thôi. Thỉnh thoảng nhú lên một căn nhà ba bốn tầng. Thế nên đứng trên mái tầng ba nhà em mà ngó sang hai bên thì rất rộng rãi. Lên một mình thì chán. Nó rủ em lên cùng nói chuyện cho vui. Từ đấy thì em cũng hay tranh thủ để thu xếp bài vở. Tối lên tùm hóng chuyện cùng nó. Con Linh hình như rất thích để gió thổi vào mặt. Nó cứ hít hà kia hơi gió thổi qua. Rồi lại cười bảo. Con gái ở sông anh ạ. À? Lúc này thì nó chẳng còn quai quái như hôm em trông nó ở quê. Bình thường như mọi đứa con gái khác. Cũng nói cười phe phé như ai đấy. Nó cũng chẳng còn làm nhảm kể chuyện nọ kia nữa. Cho đến tối hôm đấy. Như thường lệ, ăn cơm xong, con Linh tranh phần rửa bát rồi ngồi xem tivi. Đến tầm 9 giờ, nó lại gọi em lên tum, tắt đèn, ngồi hóng gió, Đêm đấy oi, trời chẳng có gió đâu, cũng chẳng có trăng sao gì cả. Mãi nói chuyện, mãi sau em mới để ý, đồng hồ đã là hơn 10 rưỡi rồi. Cả phố đã đi ngủ, chỉ còn một nhà gần nhà em thì trong đèn thôi. Bỗng con Linh quay sang em, bảo nhỏ. Chẳng hiểu sao, con gái con nữa tự nhiên mặc váy vào cái trời này anh nhỉ? Thấy nó nói một câu vô nghĩa, em nghĩ bụng, có biến rồi con ninh thì cứ nhìn về phía nhà kia rồi lại quay sang bảo em cái con đấy là hâm rồi đứng lên tung mặc váy đi qua đi lại mà sao nó cứ nhìn em vậy theo hướng của nó hất hàm em nhìn quanh chỉ còn duy nhất là sáng đèn và nhà có cái tung kia thôi nhưng mà chẳng có một bóng người nào cả cả phố chìm trong màn đêm im lặng tĩnh mịch còn cái tung nhà kia thì tuyệt nhiên không có ai qua lại anh Đức, sao con hâm kia nó cứ nhìn em vậy? À, em biết rồi. Thực sự là đến lúc này thì em biết có chuyện gì rồi. Em bảo, à, anh cũng thấy nó nhìn mày, nhưng mà không nhìn rõ nó mặc váy áo như nào. Nó mặc cái váy xanh liền thân mới lại buộc tóc hai bên, có đoạn ngắn tí mà cũng không nhìn rõ. Mồ hôi của em đổ ra lạnh toát sống lưng. Em kéo nó xuống, bắt vào phòng em Lúc này thì em mới dám nói thật Năm cấp 2 Em chơi thân với cả một đứa con gái Tuy học khác lớp nhưng mà gần nhà Đi học thì toàn gọi nhau Chơi đùa với nhau khoảng 3-4 năm Đến năm lớp 9 Đang ở quê chơi với bà Thì bố em gọi về và bảo Con Linh chết rồi tai nạn tối qua Giờ mày có đi viếng thì tao qua đón nha Con bé đấy tên Linh Trùng cả họ với tên con Linh nhà em Tối trung thu năm em học lớp 9, nó đạp xe lên bưởi mua pháo, đi qua bùng binh, mà bây giờ là ngã tư cầu giấy, thì bị một công nông trở gạch đâm chết. Chân tay nó gãy nát, rời ra, nhưng mà vẫn thoi thóp. Đến khi đưa vào bệnh viện giao thông thì tắt thở. Lúc chết, nó mặc bộ váy áo màu xanh liền thân và có thói quen để tóc hai bên. Con Linh nghe xong thì mặt cắt không còn giọt máu. Sáng hôm sau thì nàng nạc đòi về quê. Tối hôm đấy, nó lại mất ngủ. Cái cửa sổ thì vẫn kín, chốt chặt từ hôm cậu Dũng đóng đinh cố định. Nó bắt con Liên lên ngủ cùng. Lên tầng 2 thì phải đi qua một hành lang nhỏ, qua trường chó, theo cấp bậc thang ốp đá và một hành lang nữa mới đến được phòng nó. Hai chị em dò dẫm dắt tay nhau đi lên, mở cửa phòng ra. Con Linh thì hét toáng lên rồi ngất lịm. Con Liên hoảng quá cũng kêu ầm ĩ Cậu mà em thấy động thì Phi vội vàng lên tầng. Bóp huyệt nhân chung một lúc thì con linh tỉnh. Nhưng mà mặt nó trắng nhợt ra, chui tọt vào trong góc nhà khóc rú lên. Nó chỉ vào cuối giường, cạnh chỗ con Liên ngồi, run rẩy nói với cả cậu em. Con bé ở nhà anh Đức, chân tay nó, nó ngồi cạnh con Liên. Câu chuyện thứ 11 Góc vườn Bắn đi một thời gian kể từ dạo đấy con Linh không còn bị ma hành nữa. Nó được cái không để ý chuyện gì lâu. Thế nên dần dần lấy lại cân bằng. Sau cái đợt con Linh, bạn em theo nó mò về Ngọc Thụy. Bà em đâm ra đâm chiêu và câu có hơn nhiều. Sáng sớm, bà ra bờ sông cầm theo cái bị. Đến gần trưa lại về. Thỉnh thoảng thì cậu Cường ngó sang. Thấy cái bị lúc bà về sách nặng trịch nhưng mà chẳng dám hỏi. Hoặc cậu cũng không quan tâm. Cứ thế đến ngày thứ 10 thì bà không ra đằng đấy nữa. Cái cửa sổ trong phòng của con Linh thì vẫn bị đóng chặt. Trước cửa phòng nó lại được bệnh thêm một lá bùa cậu em xin trong chùa. Thế nhưng khoảng vườn dưới chân cửa sổ, bà em cấm tuyệt đối người nhà được vãng lai. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, nên nhà em cũng chẳng ai dám cãi lời. Cái chuồng gà được cậu Dũng kéo lại sát vườn, cách chuồng chó một đoạn. Lại đem dây buộc thành hàng rào, ngăn cách với cả góc vườn sau. Ở góc vườn đấy, thấy bà em đặt một con chó đá, không có hốc mắt. Em kể thêm một chút về cái vườn nhà cậu Dũng nhé. Nhà cậu em thì xây hai tầng, cầu thang và hành lang đặt ở ngoài. Dưới gầm cầu thang là một khoảnh sân bê tông nhỏ, có cây giếng và bể nước mưa, cái chỗ đấy là đường ra vườn. Tối nay có thời gian thì em sẽ vẽ qua để các bác dễ hình dung. Vườn nhà cậu em thì ngăn cách với cả đường ra sông bằng một cái tường gạch cũ, chẳng biết xây từ bao giờ. Trong vườn chủ yếu là trồng khế và ba cây chuối ở góc tường, chỗ nhìn lên cửa sổ phòng của con Linh đấy. Đặt con chó đá ở đấy một thời gian thì cái đường nhỏ đi ra sông sát tường nhà cậu em bị bịt lại chẳng biết phường xã làm gì mà lại đem đất đá đến bịt kín cái ngõ, đoạn nhà em. Thành ra người làng chẳng còn ai qua lại được nữa. Con Linh thì vẫn sinh hoạt bình thường, cái cửa sổ thì vẫn đóng im ỉm và cũng không còn nghe thấy tiếng gọi như hồi trước nữa. Hôm đấy, nhà em làm dỗ. Ở quê em thì có một món đặc sản rất ngon là củ chuối nấu với cả lươn. Đám rỗ nào trong làng cũng phải có một nồi lớn, nghi ngút và thơm phức. Đám trẻ con thì tỏ ra khoái trí với cái món này lắm. Lúc nào cũng dành ăn sạch sẽ hết à? Trước ngày làm rỗ, em với cả mẹ em về sớm để cùng cậu mợ chuẩn bị. Nhà em rộng nên là cây bàn ăn ngay tại sân nhà cậu Dũng. Lại kiếm cái bạt tre ở trên nên chẳng khác gì cái dạp cả. Thoải mái ăn uống mà không bị lo nắng mưa cơ mà không thể thiếu món củ chuối được chiều tối hôm đấy mẹ em chuẩn bị ra chợ mua thì cậu cường gạt lại cậu bảo vườn nhà mình còn chuối cơ mà chẳng nói chẳng rằng cậu vác dao trèo qua cái hàng rào đi ra chỗ ba cây chuối vườn sau cũng là chỗ ngày xưa cậu dũng chôn con tin kiểu hố con tin bị tham mất xác năm trước giờ đã được lấp kín lại nhưng mà chẳng hiểu sao đất ở đấy luôn mới lúc nào cũng nâu tươi khác hẳn với cả màu đất xỉn, xám ngoét nhờ những chỗ khác trong vườn. Dù chuyện đã xảy ra cách hơn 3 năm rồi, cậu em trôn con tin ở gốc chuối trong cùng, cây cây duy nhất mọc củ treo lơ lửng. Trời mùa đông thì nhanh tối, trạng vạn nhìn không rõ mặt người, cậu em lờ mờ nhìn thấy củ chuối, vùng dao chặt, nghe đốt một cái, tay cậu em bị giật mạnh, tê dần như là vừa chém vào cái gì rất cứng vậy cái củi chuối thì vẫn chơi chơi ra, nhưng mà từ vết chặt đấy, một dòng nước lỏng chảy ra ống ọc. cậu em đưa tay quẹt vào dòng nước đấy, rồi ngó xuống con dao, mẻ một miếng luôn. cậu em đưa tay quẹt vào dòng nước đấy, rồi ngó xuống con dao. cảm thấy kinh hãi, tưởng hoa mắt, cậu em nhìn lại chỗ vết chém ở đằng sau bụi chuối, chỗ góc tường đấy, một cặp mắt đỏ lòm trong bóng tối nhìn thẳng vào cậu em và nói. Sao mày chặt tay tao? Cậu Cường em hoảng quá, quẳng cả con dao mà Phi bán sống bán chết lên nhà. Nhìn thấy cậu em la ầm lên, mặt tái mét. Cả nhà hớt hải chạy ra. Lúc này thì mọi người mới thấy bàn tay trái của cậu em. Chỗ đưa lên quẹt lúc nãy, bê bết máu tươi. Bà em thì từ bếp đi ra, không nói câu nào, không hỏi han. Giờ tay tát cậu cường một cái rất mạnh. Thằng ngu! Đoạn bắt cậu rửa tay, lên ban thờ thắp hương. Còn bà thì đi ra chỗ cây chuối. Mẹ em và dì Tú mặt cắt không còn giọt máu. Thút thít khóc vì lo cho cậu. Em thì cũng run như cầy sấy vậy. Nhưng mà không dám đi theo bà. Mà chỉ dám ra cái trường chó hóng vào thôi. Bà em đi thẳng ra chỗ cây chuối. Cái cạnh nhà che khuất làm mà em không nhìn thấy bà đang làm gì. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng mắng trời. Năm đấy dỗ nhà em thì không còn nổi củ chối nữa Cái góc vườn từ đấy thì lại càng kỳ dị hơn Chẳng cần bài nhắc nữa Cả nhà của em chẳng ai dám động một bước vào vườn sau Âu chỉ có cậu Dũng hàng ngày vào chăm gà Nhưng mà cũng không có lỡ dỡ gần cái hàng rào đâu Chuyện cũng chỉ đến thế nếu như con gà trống trong đàn không quá nghịch Sáng sớm như mọi khi Cậu em ra vườn mở chuồng gà con gà trống chẳng gáy gồng gì cả, vỗ cánh bay phành phạch lên cái hàng rào. Chẳng để ý, cậu em thì đuổi theo giữ lại nó. Đuổi một chập thì cũng tóm được. Sau này cậu em kể, đã nghĩ bụng bực mình, tự nhiên thấy trong người là lạ và khó thở. Lũ gà thì đang kêu oang oác, tự nhiên im bặt. Ôm con gà trống trước ngực, đột nhiên cậu thấy cả đàn gà. Hai con chó và một con mèo đứng trên lan can cầu thang, mở mắt nhìn chân chân cậu. Chúng nó đứng im, quay mặt nhìn thẳng vào mắt cậu, chẳng sủa gì cả, cũng chẳng còn kêu nữa. Cúi xuống nhìn con gà trống, cậu em thấy một cục máu đỏ tươi trông như con chó con vậy. Sợ quá, cậu em phi thẳng lên nhà trên luôn. Từ đó thì cũng chẳng có ai dám lăng quăng gần cái chuồng gà nữa. Chỗ góc vườn, con chó đá mù mắt vẫn đứng lặng thinh. Câu chuyện thứ 12 ở nhà Từ hồi ông mất, bà em cất một căn phòng nhỏ lọp ngói ở cái sân đằng sau nhà cậu Cường. Từ cổng đi vào khu nhà em thì nhà cậu Cường là nhà đầu tiên bên tay trái. Cậu Cường từ nhỏ là người thông minh, học hành giỏi giang nhất trong bốn chị em. Năm 18 tuổi, cậu đùng đùng nghỉ học, bỏ đi biệt xứ luôn. Thời gian đấy, cậu em tìm đường sang Liên Xô buôn bán, cái hồi mà cả nước chỉ dùng đồ liên xô gia đình nào có cái bàn là liên xô hay là mấy cái xôi nhôm đã là thuộc hàng có của ăn của đẻ rồi cậu em sang được một năm thì làm ăn bắt đầu thuận lợi chẳng nhớ cậu em buôn gì nhưng mà thấy gửi tiền về cho chị em đều đều lại kèm theo mấy cái bàn là nồi cơm nữa ông em thì phần cho con cái phần đem bán cuộc sống thì cũng nhờ thế mà cải thiện dần dần lên làm được 3 năm thì cậu cường nghỉ, lại về nước. Lúc này cậu em đã dành được một cơ số tiền và vàng. Cậu theo bạn bè lên biên giới để đánh hàng về bán. Trời chẳng được lòng người. Chuyến hàng đầu tiên thì cậu em bị cướp sạch. Bọn nó chặn đường trên đèo, lột sạch sẽ cả đoàn. Bao nhiêu tiền bạc cậu em đem theo đều mất trắng. Không bỏ ý định, cậu Cường lại xoay sang buôn thuốc lá. Được dăm ba chuyến, cậu lại bị lột sạch trên đèo Hải Vân của nả cơ thế bay đi hết. Cậu lại vay mượn, gom góp, mở hàng quần áo trên chợ Đồng Xuân. Buôn bán đắp đổi, có phần thì cũng kiếm chắc được. Năm 1994 thì chợ Đồng Xuân cháy. Tài sản cuối cùng của cậu em thế mà cũng bay đi luôn. Chán nản, cậu em nằm nhà một năm rồi lấy vợ. Hồi bé, anh em sợ cậu cường lắm. Lúc nào nhìn thấy bọn trẻ con thì cậu cũng trừng mắt hoặc lườm lườm không nói câu nào. Năm em 16 tuổi thì cậu Cường ly dị. Bà thì thầm với mẹ. Mợ Vân vô sinh. Thời gian sau thì cậu em xin được chân lái xe cho một công ty nước ngoài. Cậu lại chối mũi vào công việc. Một năm sau cậu Cường đi bước nữa. Vợ cậu kém gần 20 tuổi. Rất xinh đẹp và giỏi kiếm tiền. Mợ sinh được hai đứa con gái. gia cảnh cơ thế mà khấm khá dần lên. Đến khi ông ngoại em mất chia đất cho các con xây nhà. Cậu mở em dựng được một căn biệt thự nằm ngay đầu ngõ. Ngày tân ra, trời đang quang, tự nhiên có cơn gió mạnh, bụi mù mịt thổi vào từ đầu đường rồi cuốn thẳng ra sông. Mùa hè cách đây 4 năm, em sang nhà kèm thằng Tuấn Anh, con dì Tú, ôn thi đại học. Anh em thì chạc tuổi nhau thôi, lại hợp tính nhau nên có phần thân thiết hơn cả. Tối nằm ngủ với nhau, tự nhiên nó quay sang bảo nhà bác cường dạo này hay có người đến lúc nửa đêm từ xưa đến nay thì cậu cường em là người nguyên tắc về nhà là đóng cửa cực kỳ ít khi tiếp khách sau giờ làm việc nhà cậu thì cứ 9 giờ là tắt đèn lên gác chuẩn bị đi ngủ em chẳng tin nó coi là nói linh tinh quay lưng ngủ tiếp cơ mà thằng tuấn anh nói thật buổi đêm em hay thức khuya lúc thì đọc báo lúc thì xem phim hoặc có lúc thì chỉ để ngồi hóng mát thôi. Đêm đấy khó ngủ, lay mãi em mới rủ dê thằng Tuấn Anh ra sân ngồi tán phét. Vừa đặt chân ra bậc thềm, em nghe tiếng loẹt xoẹt, loẹt xoẹt, giống dép trà lên mặt đường bên nhà cậu Cường. Con chó nhà cậu Cường hàng ngày hay gầm gừ, đêm nay tự dưng im bặt. Bà em và nhà hai cậu đã tắt đèn đi ngủ từ lâu rồi. Em thì thầm với cả thằng Tuấn Anh, có trộm đi mày ngó ra sân. Em chết sững. Bóng một người đàn bà mặc áo rộng thùng thình, tóc bù xù, dài rủ kín vai, vừa bước vào cửa nhà cậu em. Chỗ cái cửa phụ chẳng mở bao giờ. Thằng Tuấn Anh bảo khách nhà cậu Cường, em thấy đến khoảng hai lần rồi, vào tầm này nhưng mà không dám hỏi. Sáng ra thì em đem chuyện nói với cả bà. Bà em nghĩ lung lắm, rồi bỏ vào buồn. Cậu Cường thì một mực khẳng định là chẳng có ai điên mà đến chơi vào tầm đấy cả. Và chắc chắn em bị hoa mắt rồi. Thằng Tuấn Anh thì cũng im bặt hồi lâu rồi đi lên gác. Bắn đi một thời gian, em lại mò sang chơi. Hôm đấy nhà gì đi vắng. Cậu Cường bảo em sang phòng trống trên tầng 3 mà ngủ. Tiện trong hộ cậu, con bống đang ốm. Nằm giường lạ, em bị khó ngủ. Con bé phòng bên ốm, thỉnh thoảng thì lại cựa mình, làm cho cái giường kêu kéo cọt. Một lúc lâu sau, phần vì mệt, phần vì cũng quen quen rồi, em thiếp đi. Cơn buồn ngủ đến bất chợt mà cũng tan nhanh. Cái cửa gỗ khép hờ, bị lật ra, gió sông thổi sọc vào phòng. Em nửa tỉnh nửa mê, co tay kéo cái chăn ngang bụng. Bỗng bất chợt, một bàn tay từ phía cuối giường tóm chặt lấy tay em. Lạnh toát, em sợ quá mở trong mắt ra, ú ớ thì không nói được câu nào. Căn phòng vẫn trống trơn. Ngoài em ra thì như có cái gì đó chen qua vậy. Nhưng mà đầu óc thì lại trở nên mụ mị. Lúc này em mới thấy ở giữa phòng lù lù một đống đen xỉ. to bằng cái bao tải bất động. Ở góc nhà có cái gì đó cứ đùn đùn lên như tổ mối vậy, rột rạt rột rạt. Cái đống đấy đứng im một lúc rồi lao nhanh về phía của em. Lúc đấy, em không biết gì nữa. Mở mắt ra thì thấy trời sáng rồi. Em lủi luôn về nhà. Năm đấy là năm 2008. Sau cái đêm ngủ nhà cậu Cường, em chẳng dám về quê nữa và cũng chẳng dám kể với ai. Mọi người thấy thế thì đâm ra trách nhiều lắm. Ba tháng sau, nhà ngoại của em có dỗ. Buổi tối hôm đấy quá mười rưỡi rồi Dọn dẹp xong thì ai cũng mệt lở. Nhà cậu Dũng thì đóng cửa đi ngủ sớm. Chỉ còn có mấy anh em thôi. Di Tú với cả hai bà mợ ngồi sân nói chuyện. Cậu Cường lên nhà chơi với con khứu. Con khứu của cậu Cường thì rất khôn. Nhưng mà chẳng hiểu dạy dỗ thế nào mà nuôi gần hai năm rồi vẫn chẳng biết nói. Chỉ kêu kêu mấy tiếng rồi thôi. Thế nhưng cậu em vẫn thích nó lắm. Tối nào cũng ra ngó nghiêng nó một chút rồi mới đi ngủ. Cái lồng con khấu treo ở hiên trước cửa nhà. Hội nhà em thì đang ngồi nói chuyện dâm gian, bỗng con khứu dãy rủa, vỗ cánh phành phạch và kêu ẩm mỹ. Nó đạp cửa chuồng, lông xù lên, vỗ cánh điên loạn. Cậu Cường thì dối cả lên, chẳng biết làm thế nào cả. Cả nhà em thì cũng chạy xuống xem. Lúc này tự nhiên, con khứu cất tiếng nói, Lạ hoác, nhưng mà rất rõ ràng. Mở mặt mày ra. Ai cũng không tin vào tai của mình. Mở mặt mày ra. Con khứu nhìn thẳng vào mặt của em mà rít lên rè ré. Tìm em đứng lại, chết cứng luôn. Di tú thì sợ quá gào toáng lên. Con khứu thì lại vỗ cánh điên loạn. Mỏ của nó banh rộng ra, ngửa cổ lên trời. Mở mặt mày ra. Em sợ quá, không nói được câu nào cả nhưng mà người con khấu chĩa vào không phải là em mà là mợ hồng vợ cậu cường đứng đằng sau em mợ hồng thì đột nhiên vùng chạy vào trong nhà dì tú với em thì ra tay kéo nhưng mà không kịp mợ vừa chạy lên tầng vừa gào con ơi con lúc này mọi người mới nhận ra là con bống đang ở trên gác một mình mợ hồng lao lên trước cậu cường em và thằng tuấn anh thì cũng lao theo chạy đến tầng 3 cái cửa sổ hướng ra sông thì bỗng bật tung một cái bóng lù lù như bao tải nhảy vọt ra. Mợ hồng lao vào ôm con bóng, con bé thì tròn mắt, không hiểu gì, khóc hòa à lên. Lúc này dì Tú gào lên thất thanh dưới nhà. Anh Cường ơi, ôi anh Cường ơi! Ba cậu cháu lại lao xuống tầng một dưới nhà. Chẳng hiểu ai thả hay là con khứu đạp được cửa lồng, bay toán loạn khắp phòng. Nó rít lên, sẵn gai ốc. Thắt cổ, thắt cổ, mở mật may ra! rồi bay theo hướng cái bóng vọt ra sông. Cả nhà em thì loạn tiếng khóc, tiếng la hét. Thế nhưng mà cửa phòng bà thì vẫn đóng im, chỉ nghe tiếng tụng kinh đều đều. Câu chuyện thứ 13, Mảnh xương. Chuyện này xảy ra cách đây cũng 2 năm rồi. Hồi em học đại học năm thứ tư, nhà ngoài em thì có cái vườn rất rộng, nằm cạnh bờ sông trong vườn thì trồng đủ thứ cây xít xít nhau vừa lấy bóng mát và vừa cũng để ăn quả luôn hàng ngày cả nhà em đi làm hết chỉ có bà em với cả mợ liên vợ của cậu dũng ở nhà mẹ em trước trồng ngô ngoài bãi từ hồi bãi bị lở mất mẹ em về trông nom cái vườn quả ban ngày khu nhà chẳng có ai ngoài hai mẹ con mùa gió lá rụng bay đầy vào sân Bà với cả mợ em thì cứ tuần lại quét hai ba lần rồi đem lá ra bờ sông đốt. Hôm đấy vừa gom xong đống lá thì con chó nhà cậu Cường ở đâu chạy về. Tha theo miếng xương như là xương lợn vậy. Nó chui vào cạnh bếp, ngồi gặm rồn rột. Nước rãi chảy ra bẩn cả sân. Thấy ngứa mắt, bà em cầm chổi vụt cho nó một cái. Nhặt cái miếng xương đem vứt ra sông cùng với cả đống lá khô đến chiều con chó lại tha miếng xương về gặm bà với cả mợ em tức lắm lại đánh cho nó một trận rồi cầm miếng xương ném xuống nước sáng hôm sau gió to lá cây bay từ vườn ra sau nhà phủ kín cả sân hai mẹ con lại cầm trổi ra quét gom lá thành một đống xong lại thấy miếng xương với vết gặm nham nhở của con chó dưới đất bà em quát nhặng lên mợ liên thì cũng bực ném luôn miếng xương vào cái bãi lá rồi đem đốt đến chiều hôm đấy thì có người ở ủy ban xuống gõ cửa nhà em ông công an phường vào bảo hôm qua có người tìm thấy một cái xác ở bụi chuối gần bờ sông đoạn ngược dòng bên trên nhà em cái xác chết thì cũng ít lâu giờ còn nham nhở người ta đang đợi pháp y nhưng mà chẳng hiểu sao thiếu mất đâu một bên xương hông ông ý đang đi lanh quanh gần nhà để hỏi thăm bà với cả mọi em lúc đấy sợ quá ấy. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao lại bảo không biết Ông công an thì đi khuất ngõ Hai mẹ con chạy ra bờ sông Thấy con chó nhà cậu Cường ngồi im Mắt mở trừng trừng Nhìn vào đống lá cho Mà em vào bới Mảnh sương vẫn còn đấy Chỉ cháy mất một góc bé tí thôi Vết gặm của con chó vẫn y nguyên Bà em sợ quá Cầm ném luôn xuống nước chảy xiết Chìm nghỉm luôn Sáng hôm sau Ông công an quay lại Bảo tối qua người ta thấy mảnh xương của người chết bị kẹt vào hòn đá dưới bờ sông cạnh bụi chuối. Nhưng mà có vết chó gặm và bị xé mất một góc. Sau cái buổi sáng ông công an vào thông báo, ba với cả mợ em sợ lắm. Hai mẹ con lên ban thờ thắp hương cầu khẩn liên tục. Bà em kể, lúc vừa đốt nhang xong thì cái bát hương bùng cháy phừng phừng nhưng không có khói. Lúc sau lửa tắt Nhìn lại thấy chỗ đấy vẫn y nguyên Mọi em đứng bên cạnh thì quỳ sụp xuống mà lạnh Đến tối về kể Cả nhà bảo bà em với cả mợ liên là làm thế không phải với người chết Có khi mai ra ủy ban Xem người ta nói thế nào rồi lễ bạt đi Tối hôm đấy em về chơi Thấy bà em có khách Bà em kéo rèm kín mít Chỉ có tiếng gì rầm to nhỏ trong buồng Cả nhà thì chẳng hỏi han gì cả Khách ngồi đến nửa đêm vẫn chưa về. Nhà em thì ai cũng có chìa khóa cổng nên cậu mợ đi ngủ trước. Tầm đấy chỉ còn em với thằng Tuấn Anh đang đứng trên tầng hóng mát như mọi khi. Trong buồng thì bà vẫn có tiếng to nhỏ dầm gì, nhưng mà toàn giọng một người thôi, không thấy thay đổi. Một chút sau nữa thì khách về. Trời tối thui, hai anh em đứng trên ban công tầng 2, phòng thằng Tuấn Anh, cũng không bật điện đóm gì cả chẳng nghe tiếng mở cửa, cũng chẳng thấy bà em chào. Hai người cứ thế bước ra ngoài sân. Một nam một nữ mặc áo thụng, một người thì quay đầu bước ra bãi. Người nữ đi về phía vườn sau nhà cậu Dũng, khuất tầm nhìn của hai anh em rồi mất đụng. Cửa nhà bà thì vẫn đóng im. Hai anh em thấy sợ sợ, lủi luôn vào phòng chốt cửa chặt. Đêm đấy em đang ngủ thì thấy tiếng bà la khóc, nhưng mà không ầm mỹ, được một chập rồi chẳng thấy gì nữa. Chắc cậu mợ ngủ say, lại ở buồng sau nên không biết. Chỉ có em với thằng Tuấn Anh nằm phòng nó, ngay sát nhà bà nghe thấy thôi. Sáng hôm sau, em xuống sớm. Thấy bà em tóc tai rũ rượi ngồi trên bàn nước. Bà em bảo tối qua vừa đi nằm thì tự nhiên cái màn cứ rung rung. Có cái mảnh vải đen cứ đập đập vào mặt. Bà em tỉnh, mở mắt ra thì chẳng thấy gì, Ngoài cái đèn trên bàn thờ cứ leo lét. Thế rồi cửa sổ mở ra. Một người trèo vào, chân đi cả nhắc về phía bà. Bà em sợ quá quỳ xuống la khóc. Người đấy đứng một lúc rồi biến mất. Bà em thức từ đấy đến sáng luôn. Lúc sau số nghỉ ban hỏi. Thì người ta bảo người nhà đến nhận xác đưa đi rồi. Câu chuyện thứ 14 Đòi nợ Người ta bảo sống trên đời này có những món nợ đòi rất dễ, nhưng mà cũng có những món nợ chẳng thể nào dứt khoát được. Và đặc biệt là những món nợ không phải giữa người sống với người sống. Sau cái ngày có người tập tính đi vào phòng, bà em trở nên lầm lì chẳng nói gì cả, chẳng rằng với con cháu luôn. Hỏi thì đáp, không thì bà cũng ở nguyên trong cái phòng khóa kín cửa. Tự nấu ăn riêng, có khi hai ba ngày không bước chân ra ngoài nhà em đâm ra lo lắng mọi người lo bà bị ốm hoặc là suy nghĩ nhiều già đi đâm ra lẩn thận thế nhưng bà em vẫn khỏe mạnh chỉ có điều hơi xanh xao và ít giao tiếp hơn trước thời gian này bà hay ra mộ thắp hương cho ông có lúc cậu dũng em đèo bà ra nhưng mà bà bắt đứng đợi ở ngoài tuyệt nhiên không cho vào ông em thì nằm ở nghĩa trang ngọc thủy từ bờ đê rẽ phải xuống cái dốc đi qua trường cấp hai ngọc thủy đến gốc cây đa là nghĩa trang tuần dăm ba hôm nắng mưa thế nào thì bà cũng ra chỗ ông nằm cậu dũng bảo thấy bà đi vào đứng trước mộ ông khóc nhiều lắm rồi bần thần lẩm bẩm một mình lần nào trở ra cũng mệt mỏi nhưng mà tinh thần có vẻ đỡ đăm chiêu hơn trước cứ thế hơn hai tuần thì bà em lại bình thường lại có điều con chó đá không nằm ở góc vườn nhà cậu giống nữa mà lại chuyển sang vườn khế của bà nó đứng giữa vườn lạnh lẽo cái chỗ phải có hốc mắt thấy tàn hương bắn vào đen đen nhờ nhờ cậu cường làm lái xe riêng cho ông giám đốc một công ty nước ngoài đi sớm về hôm tùy theo lịch của sếp giống với cả cậu dũng thì cậu cường chẳng tin vào ma mãnh đâu cũng như là chẳng sợ sệt cái gì cả Cậu em vốn là người cẩn thận và cực kỳ kỹ tính. Hơn chục năm lái xe, chẳng xảy ra cơ sở gì, cũng chẳng va quẹt với ai cả. Thế mà cậu em bị tai nạn, gãy một chân, bốn cái xương sườn và chạch đốt sống. Cậu bị lúc giữa trưa, trên bờ đê, chỗ rẽ vào làng em, cách đường dốc ra mộ hơn trăm mét. Xe ô tô của cậu mất lái lao vào đường, lúc mọi người nhà em chạy ra thì cậu cường nằm cạnh vũng máu bê bết bên ngoài cửa xe đầu hướng ra tim đê vào viện đến tối thì cậu cường tỉnh lại mặt trắng bệch cậu em đột nhiên khóc bảo cả nhà gọi bà vào cho cậu gặp rồi đuổi hết mọi người ra ngoài cả nhà em lo lắng lắm nên đứng ngoài rình nghe trộm bà em vừa vào thì cậu em nấc lên một tiếng nhà mình có nợ nần gì với ai không mẹ bà em đứng chết trận lặng người đi bà em hỏi tại sao ô tô bao năm đi như thế rồi mà có cái đê thế mà cũng lại đâm vào tường hả tại sao lái ô tô mà lại bị gãy chân nằm lăn ra giữa đường như thế trong khi xung quanh không có vết phanh nào cả cậu em sợ lắm giọng cậu trùng xuống rồi bảo lúc cậu lái xe trên đê bỗng giữa đường có một người đánh xe ngựa chạy ngược lại lao thẳng vào phía của cậu. Cậu em hoảng quá đánh lái đâm vào bờ đê. Lúc này thì vẫn tỉnh táo, nhưng mà không thấy đau chỗ nào cả. Tự nhiên người đấy thò tay ra, lôi cậu ra giữa đường. Chân tập tĩnh, há ngoác mồm, le lưỡi đỏ lòm. Bảo, tao lấy lại của thằng con mày một chân. Cậu em xem thấy cái xe ngựa nghiến qua người, rồi ngất đi, không biết gì cả. Bà em khóc, Chạy ra ngoài bảo các mợ vào chăm sóc cho cậu đi Rồi bắt xe ôm từ 1 đến 8 đi thẳng về Gia Lâm Mọi người đi cậu đi mổ Lúc này thì cậu em lại mê man Trở lại chuyện năm xưa Ông em cứu cô Ngọc trên sông Cứu người là làm phúc Nhưng mà những chuyện xảy ra sau này Thì khiến cho ông em đã hiểu Và mắc nợ với ba người Bà An xin Cô Ngọc và Hạ Bá Hà bá thì không cho phép bắt người trên sông. Cướp người thì phải đền mạng. Đấy là quy định bất di bất dịch cho bất cứ sinh linh nào trên khúc sông của Hà bá. Ông em biết điều đấy. Nhưng vì một phần là trai trẻ, sông nước quanh năm. Một phần vì cái bản năng phải cứu người, ông em cũng chẳng màng. Năm mẹ em 12 tuổi lũ lên cao, xác người chết giạt vào làng nhiều lắm. Dân thì cũng đem chôn cho làng hết. Đêm đấy đi làm về, ông em gặp một xác người trôi dọc trên đê. Hồ hoán to rồi ông nhảy xuống kéo cái xác vào bờ. Xác một người đàn ông chết đã lâu, trương phành, hôi thối, kẹt theo cái cây trôi lập lờ. Chật vật mãi ông mới kéo được vào bờ. Vừa vào đến nơi thì cái chân xác chết kẹp vào thân cây, đứt rời, rơi lại sông bạch tích. Lúc này dân cũng kéo nhau ra, Ông em nhìn theo cái chỗ chân người vừa rớt xuống, định nhảy xuống mò đột nhiên linh tính thế nào, vác áo lên vai trở về nhà. Đấy cũng là đêm mà năm mẹ con bà em gặp ông tướng người Tàu, và cũng là đêm ông em vác dao đuổi ra sông. Người ta thường nói con gái 13 tuổi là tuổi trăng non, là thời điểm bắt đầu trở nên xinh đẹp và dậy thì thành thiếu nữ. Ở cái vùng đất này, con gái cả thường gánh vác nặng nề hơn con trai chẳng hiểu vì lý do gì cả có một chuyện mà sau này người làng kể lại ông em mới biết khi ông bỏ đi thì cái xác người đột nhiên dục dịch chuyển động rồi trôi thẳng ra sông không sao níu lại được có người khẳng định thề sống thề chết rằng nó mở mắt nhìn theo hướng của ông em đang trèo lên đê cơ mà ông em coi thế là vớ vẩn chẳng tin Năm mẹ em tròn 13 tuổi, trong làng có điều quái gì? Đường ra sông đột nhiên mở rộng. Sáng nào người làng đi qua thì cũng thấy có vết chân ngựa. Hàng đêm ngoài bãi có tiếng rậm dịch, ý ới, cả tiếng gầm gừ, nhưng mà tuyệt nhiên không ai dám bén mảng ra ngó nghiêng. Đây là đất độc mà. Cái chỗ mọi năm trôn người chết trôi, các ụ đất tự nhiên cứ phẳng dần rất nhanh. Qua mấy đêm mà trở nên bằng phẳng chẳng phân biệt được mộ của ai với ai cả. Dân làng coi đó là điểm gở. Ngày đêm lên chùa cầu khấn, lại lập cái bàn ở bờ sông cúng bái cho suốt năm hôm. Người ta bảo Có điểm hà bá đòi người rồi. Cái tai tiếng gầm gừ và dậm dịch ngoài bãi cứ diễn ra liên tiếp đến tháng 8 năm ấy. Trăng tròn, mẹ em trớn 13 tuổi và trung thu cũng là lúc âm khí trở nên nặng nề nhất. Đêm trung thu Ông em đi làm ca ba Vừa lúc đó thì có người gõ cửa Bà em chạy ra mở cửa Ngoài sân vắng tanh Chỉ thấy một cơn gió thổi vào Tắt hết đèn nến Mẹ em chạy lại ôm ba đứa em Còn bà em thì lay hoay Chốt cửa và đi tìm lửa Bỗng từ góc nhà Có cái bóng to lù Mắt đỏ quạnh phát sáng Giọng ôm ôm bảo Chúng mày có thần điểm mãi được thì đời hai thằng này sẽ bị tuyệt tử. Nói điều chỉ vào hai ông cậu em rồi biến mất. Bà em sợ quá chạy lên ban thờ, thì chỗ thờ ông tướng tàu, Hương đã lụi từ lúc nào. Ngoài trời mây kéo, che mất ánh trăng. Sau này khi nhiều chuyện xảy ra, bà có kể với em và một vài người khác về mọi chuyện. Bà em hiểu, năm mẹ em gần 13 tuổi, Hà bá muốn đòi nợ, cái xác trôi vào đê năm đấy là Hà Bá đưa vào, dụ kéo ông em xuống sông, nhưng mà không thành. Sau nó mất chân, vì thế mà cũng sinh lòng oán ghét. Việc cậu Cường bị ngã ngoài đê là nó làm để đòi lại cái chân. Mọi hoạn nạn tưởng thế là qua rồi, nhưng mà chẳng dễ dàng như vậy. Câu chuyện thứ 15 Thằng trộm câm từ hồi gãy chân với cả bó bột cả người, cậu Cường càng nghĩ ra ngoài hơn. Cậu em là người quảng giao nhưng mà rất nguyên tắc, chẳng bao giờ tiếp khách vào buổi tối cả. Đặc biệt là đồng nghiệp hay chuyện công việc. Cả ngày thì cậu lanh quanh trên phòng ở tầng 2. Có người đến thăm thì tiếp, không lại nằm đọc báo. Cơ mà ngày đi làm thì cũng ít người nghỉ được. Buổi sáng có bà với cả mợ liên ở nhà. Nhưng mà cậu em chẳng hợp tính với người nào nên cũng chẳng bao giờ nói chuyện thỉnh thoảng rảnh rỗi em với cả thằng tuấn anh lại mò sang chơi để cậu đỡ cảm thấy cô quạnh bạn bè cậu em nhiều lắm nhưng mà đa phần là bạn làm ăn học cùng công ty thôi bà em bảo cậu cường từ nhỏ ít khi chia sẻ rất kiệm lời và cũng chẳng bao giờ có bạn thân số bạn bè ít ỏi hay chơi cùng cậu người ở lại liên xô người lại tha hương cầu thực tứ xứ rồi chẳng thấy trở về Cậu Cường là người ít nói, thế nhưng từ hồi tai nạn làm nhà, lại đâm ra kể chuyện nhiều với em và thằng Tuấn Anh. Cậu bảo hồi nhỏ, chơi thân với cả một thằng cùng làng lắm. Trái và cái tính hổ báo và ngang tàng của cậu Dũng, cậu Cường là người điềm tính, chẳng ai thấy cậu cãi hay là to tiếng với ai bao giờ cả. Giống như mọi thằng trẻ con khác trong làng, từ nhỏ cậu em có thú vui là ra bãi chơi. Trẻ con làng đông lắm và cũng lắm trò, Lúc thì thả diều dọc trên bãi, lúc thì đi trộm ngô, khoai của mấy nhà trên sông. Chán thì bày trò đánh nhau loạn xạ. Nhưng mà cậu Cường lại khác. Cậu thích tha thần gần mép nước hay ngồi nặn đất, nặn cát hơn. Cứ thế, cậu em lặng lẽ bên cạnh đám trẻ con ồn ào, tối ngày đánh lộn trên bãi cát ven sông. Năm cậu Cường 10 tuổi, có hai bố con ông đóng cối, giạt đến làng em. Hai bố con ông ấy thì cất tròi ngoài bãi, chứ không xin đất của làng. Ban ngày ông bố đi lanh quanh kiếm việc, thằng con thì ngồi nhà hóng, chẳng nói chuyện với ai bao giờ. Người làng gọi nó là thằng bột câm. Thằng bột câm chạc tuổi, hai ông cậu em nên cũng rất dễ kết bạn. Nó đặc biệt thân thiết với cả cậu Cường, một phần vì chung cái sở thích nghịch đất cát trên bãi, và cũng một phần là lớn vì cả hai đều ít nói như nhau. Năm cậu Cường 14 tuổi thì xảy ra một chuyện. Trong làng lúc đấy hay mất trộm, lúc thì con chó con mèo, lúc thì cái chài hay là con dao rửa. Thằng trộm hay lấy cắp vào buổi trưa, nhưng mà chẳng ai thấy nó bao giờ cả, và cũng chẳng để lại dấu vết gì. Hồi đấy ăn trộm là cái tội không lớn, nhưng mà rất dễ bị xử theo luật rừng. Mất của, dân ức lắm. Cả làng yên ả à, bỗng trở nên ổn đã, thế nhưng vẫn bị mất đèo đèo và cũng chẳng có dấu vết gì của thằng trộm cả. Mọi nghi vấn người làng em đều dồn hết vào bố con thằng bột câm, vì trước khi bọn họ đến, làng chẳng bao giờ bị mất trộm. Buổi trưa hôm đấy lại bị mất trộm, một nhà gần bãi bị mất cái thớt gỗ, cả làng ầm mỹ, sôi sục kéo nhau ra bãi, thẳng hướng nhà thằng bột câm. Lúc này thì bố nó đi đóng cối ở làng bên rồi. Đập cửa vào, thấy thằng bột cơm đang ngồi trên trống, có cây thớt treo ở phía đằng sau. Dân làng gào thét ầm mỹ, lôi nó ra ngoài. Thằng bột cơm thì ú ớ không nói được gì cả, chỉ biết quẫy đạp nhưng mà chẳng làm được gì. Người làng nôi nó ra đến đầu đường lớn thì chém chết luôn. Xác thằng bột cơm bị chặt đi một ngón tay, ngón trỏ của bàn tay phải. Ông bố nó về, ôm xác con mà khóc ngất nguyên rủa cả làng rồi nhảy sông. Cái tròi lá thì cũng bị thiêu rồi. Ai cũng hả hê, đáng đời thằng ăn trộm. Chuyện xảy ra hơn 30 năm trước, nhưng mà cái chết của thằng bạn thân ám ảnh cậu Cường suốt đời. Cậu bảo đến bây giờ vẫn không tin là nó là thằng ăn trộm. Em cũng chẳng nói gì nữa. Năm cậu Cường bị tai nạn là năm 2009. Năm đấy trời nhiều mây âm u, Bà em bảo khí âm chuyển dòng, lặng lẽ đi trồi nhiều hơn. Mấy chỗ cây cỏ, vườn tược trong nhà cứ điều hưu. Sau cái chuyện con khứu, cậu em khóa hẳn cái phòng tầng 3 lại. Con bóng thì cũng chuyển xuống tầng 2, nằm cùng với cả bố mẹ. Cậu em bảo, từ dạo đấy thỉnh thoảng, ở cái phòng trên lại nghe thấy tiếng kéo cọt sọt sọt, hay là tiếng bước chân cộp cộp đi lên tầng 3. Lúc nửa đêm, ban đầu cậu em cũng kinh lắm nhưng mà mỗi tháng chỉ xảy ra vài lần thôi mà cũng chẳng thấy quỷ quái yêu ma gì lộng hành cả nên cậu cũng mặc kệ giờ đợi khỏi ốm rồi tính sau đêm đấy nhà em lại có trộm nghỉ cuối tuần mợ hồng đưa con bống về nhà ngoại chơi cậu cường nằm ngủ một mình trên gác hai con linh thì đi chơi với cả bạn trai về muộn nửa đêm đi qua nhà cậu cường thấy có cái bóng đang đi trên bờ ao. Nó hoảng quá, hét ầm lên. Cái bóng đu qua mái nhà bà em rồi chạy ra vườn sau nhà cậu Cường. Thấy động thì cậu Dũng trong buồng vác gậy chạy ra, theo hướng con Linh chỉ. ập vào nhưng mà chẳng thấy gì cả. Lúc này thì phòng cậu Cường sáng đèn lên. Cả nhà chạy lên thì thấy cậu em ngồi rất im. Trước mặt là cái góc nhỏ bọc bằng giấy báo đã nâu xỉn. Một lúc sau thì cậu Cường nhón tay mở cái gói ra. Bên trong là một cái ngón tay người khô đét. Ngón tay trỏ của bàn bên phải. Cả nhà ai cũng thất kinh. Chỉ thấy cậu Cường mặt hơi biến sắc. Nhưng mà vẫn bình tĩnh bảo mọi người về đi. Còn mình thì đóng cửa đi ngủ. Ba em chẳng nói gì cả. Đem cái ngón lên cái phòng ba. Rồi ở lì trên đấy. Sáng hôm sau chỗ vườn bà. Cậu Dũng tìm thấy con chó đá đã bị đập nát đầu. Cái chỗ đầu vỡ còn lẫn hai cái mắt con chó dính máu tươi đang trừng trừng nhìn ra bờ sông. Câu chuyện thứ 16 Trả Nghĩa Theo nhiều quan điểm thì cõi âm là có thật. Cõi âm không có nghĩa là địa ngục hay một nơi tối tăm u uất nào đấy. Đối với cả những người sống ở ven bờ sông Hồng, cõi âm ở ngay bên cạnh người âm thì luôn ở gần người sống có điều thấy được hay không cần phải là người có căn khoa học thì cũng như rất nhiều người cố bỏ công nghiên cứu sâu chuỗi các hiện tượng cố đưa ra lời giải thích hợp lý nhất về ma quỷ hay nói cách khác là người âm thế nhưng chẳng bao giờ có cách tư duy nào được chuyện đấy cả người chết luôn hiện hữu bên cạnh người sống và đi theo những ai được cho là hợp vía Bà em là người có căn. Bà em bảo, có căn có nghĩa là có âm khí trong người. Khi dương khí mạnh thì tự chủ được, còn gọi là nặng vía. Nhưng mà nếu vì nguyên nhân nào đó, phần âm trong người lớn hơn thì át sẽ gặp những điều quái gì. Năm 2009, khí âm đổi chiều và cũng là năm mà nhà em xảy ra nhiều chuyện kỳ quái nhất. Bà em lặng lặng lên chùa lễ lạt nhiều hơn trong nhà thì lúc nào cũng có tiếng tụng kinh gõ mõ. Nếu không phải do bà Tùng thì cũng bật băng đài. Tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cứ đều đều, từng chập, từng chập quanh nhà. Năm đấy, bà em ốm, hai cái đầu gối không hiểu sao cứ bị đau buốt đi lại. Mẹ em đưa bà đi nằm viện nửa tháng, thấy đỡ rõ rệt. Thế nhưng về đến nhà thì lại bị đau như cũ bà em đi lại đều khó khăn hơn trước, tập tĩnh và chẳng thể ngồi xổm được. Thời gian nằm viện thì bà em dặn cậu mợ ở nhà nhớ bật cái băng tụng kinh di đà hàng ngày, chớ có quên, và phải chú ý để hướng cái loa ra phía sau vườn. Bà em đi viện tất cả là 16 ngày, lúc về thì cái chân bị đau lại, bà đâm ra cau có, thế nhưng mà cũng chẳng tỏ thái độ gì cả ngoài những lúc cố nén tiếng thở dài thườn thượt năm đấy cậu cường bị tai nạn và cũng là lúc con chó đá chuyển lên vườn sau nhà bà nó ở đấy vì nguyên nhân gì hay là do ai chuyển đến bà em cũng chẳng giải thích gì cả chỉ bảo là không phải là bà mà thôi trở lại cái chuyện sau đêm ăn trộm mò vào nhà cậu cường thái độ cậu đột nhiên phấn chấn hẳn cả nhà thấy cậu vui vẻ lại ăn ngủ tốt lại đi lại dễ dàng hơn trước nên cũng chẳng hỏi nhiều. Riêng chuyện cái ngón tay ở đâu ra và bây giờ ở chỗ nào thì cậu em giữ kín, tuyệt nhiên chẳng kể cho ai. Chỉ thấy cậu Dũng tỏ ra khá là băn khoăn. Tối đấy, nhà ngoại của em mất điện, mọi người lại ra sân nhà cậu Dũng hóng mát. Đem chuyện ngón tay ra nói thì cậu Dũng tự nhiên trầm hẳn. Cậu em bảo đấy là cái ngón tay của thằng bột câm. Cái ngày thằng bột câm bị làng bắt, hai cậu em đang chơi ngoài đê. Thấy làng có chuyện, theo đám trẻ con chạy về hóng. Cậu Dũng kể, cậu Cường nhỏ hơn, lên lách vào trước. Đến khi cậu chen lên được thì cũng là lúc thằng bột bị bổ con dao vào đầu. Mắt của nó trào máu ra, nhìn đăm đăm vào cậu Cường mà ú ớ không kêu được câu nào người làng chém chết thằng bột xong thì vứt xác nó ở gốc tre đầu đường lớn mà bỏ đi gọi bố nó cậu dũng thì cũng theo đám trẻ con chạy đi phần vì hóng hớt phần cũng vì kinh hãi chẳng dám nhìn vào xác bị bừa đôi đầu thế nhưng chẳng thấy cậu cường đâu cả lúc cậu em quay về tìm thì chỗ cũ chỉ còn cái xác thằng bột nằm úp vào gốc tre thôi máu hòa vào cái chất lỏng nhầy nhầy chảy ra từ đầu và bàn tay của nó lênh láng. Cậu em sợ quá chạy về nhà. Đến tối muộn thì cậu Cường và bà với cả cậu Dũng hỏi cũng chẳng có ai nói. Một lúc sau thấy lôi từ đằng sau ra một cái bọc, ngón tay thầm bột câm. Cậu Cường bảo, lúc mà người chạy đi, cậu em chỉ thấy thương xót nó mà tuyệt nhiên chẳng sợ dệt gì. Đầu óc tự nhiên mơ hồ, thấy bàn tay thằng bột cơm chỉ vào bụi cỏ bên cạnh, Cậu em chạy ra thì tìm thấy ngón tay của nó. Chẳng hiểu sao đem gói lại rồi ra bờ sông ngồi. Bà em sợ quá bắt cậu đem trả cho thằng bột. Nhưng mà xác nó thì đã theo bố chìm xuống sông. Cậu em đem trôn cái ngón tay cạnh gốc hồng bì trong vườn sau nhà bà. Mọi người nhà nghe thấy cậu Dũng kể mà đâm ra kinh hãi. Cậu Dũng kể xong thì càng tỏ ra đâm chiêu. Đứng dậy, chửi đỏng, địt mai để toa xem mày là thần thánh phương nào nào. Rồi bỏ vào trong bếp lấy cái chép, cầm cái đèn pin phầm phầm đi ra chỗ trồng cây hồng bì năm xưa. Mọi người bảo 40 năm rồi, bao mùa nước lên nước rút, cây hồng bì thì cũng đã bị chặt rất lâu, làm gì còn cái gì mà đào bới. Thế nhưng cậu Dũng thì vẫn hầm hầm đi ra chỗ vườn bà, dọi đèn vào chỗ gốc cây ngày trước mà đào lấy đào để. Đào rộng sang cả hai bên Miệng cậu thì không ngớt trời rùa Khóe miệng sùi bọt mép như bị dại vậy Mợ liền sợ lắm Chạy vào van xin và giật cái chép ra Cậu em chẳng nói gì cả Gạt mọi người ra rồi gầm lên Đứa nào bước vào đây Tao chém chết hết Cái chép thì vung loang loáng Mặt cậu em thì dại đi Giữa ánh đèn pin Đột nhiên thấy bà em đứng ở cửa phòng Gọi giật tên cậu Rồi sấn sổ đi đến ôm chặt ngang hông được một lúc thì cậu em đờ đẫn đi rồi bình tĩnh lại. Bà em bảo mọi người lên hết phòng khách nhà cậu Cường có chuyện cần nói. Cậu Cường đang ngồi châm hút thuốc. Lúc này cậu em mới kể. Đêm hôm đấy, lúc con Linh rẽ lên, cậu em cũng giật mình thức dậy. Lúc sau thì có người đen xì mở cửa phòng cậu mà đi thẳng đến giường, chìa ra cái gói. Lúc đến gần, trong bóng tối mờ mờ, cậu em thấy được vết chém sâu trên mặt. Làm cái đầu hơi tách ra. Kinh hoàng, nhận ra thằng bột. Thằng bột thì nhìn cậu một lúc, rồi chẳng hiểu sao, cất tiếng nói. Nhà mày có hai cái ác linh, cái vết chém dao trên đầu cứ kêu tong tỏng. Con chó thành tinh ngoài vườn, nó muốn giết mẹ con nhà mày. Đừng trôn nữa, cầm lên mà yểm đi. Rồi nó biến vụt đi mất. Lúc đấy thì mọi người mới ập vào. Từ hồi bà em đem cái ngón tay đi, tiếng lục đục cũng hết. Nhưng mà cũng chẳng có ai dám mỏ lên nữa. Chỉ còn cái ác linh thứ hai. Hình như làng quê nào ở miền Bắc thì cũng có một con sông của riêng mình. Cũng như vậy, dân làng Bắc Biên trăm đời nay sống chung với cả đợt nước lên xuống đều đặn của con sông. Con sông trở cho làng em nguồn sống và cũng cả những cái xác người chết trôi trương phành mỗi đợt lũ về. Cái khúc sông đấy, ngay bản thân nó cũng chứa được những thứ kỳ dị. Dù những con nước đấy có cướp đi bao mạng người làng em, nhưng mà họ cũng không hề vì thế mà oán trách. Chỉ cố tránh xa nước sông vào những giờ nhất định trong ngày. Như mọi vùng quê khác, nhà nào thì cũng có một cái giếng. Phần vì để lấy nước cho tiền, phần cũng hạn chế ra sông vào những giờ bất khả kháng. Cái sản nghiệp bên ngoài em là do cụ xây Cụ em là do chế độ cũ Nên cũng vì thế mà nhà xây theo kiểu phương Tây Cụ bảo ăn nước giếng không sạch Bảo người xây một cái bể nước mưa to đùng trong vườn Năm ông ngoại em lấy bà em Nhờ bạn bè trong làng cùng đào cái giếng Cái giếng ở mảnh sân nhỏ Dưới chân cầu thang nhà cậu Dũng Cạnh cái chuồng chó Đối diện cửa ra vườn sau chẳng biết ông đào thế nào mà quanh năm dù nước lên hay xuống mưa to hay hạn hán thì mực nước trong giếng vẫn không đổi cứ lưng lửng ở giữa chẳng đầy hơn mà cũng chẳng vơi đi bao giờ nước trong giếng kỳ lạ lấy nước ở sông mà múc lên gầu nào gầu nấy trong vắt chẳng có gợn đỏ phù sa cả nhà lấy thế là mừng lắm chỉ có ông ngoại em thỉnh thoảng nên tiếng thở dài và chẳng tỏ ra vui thú gì cả Người chết luôn sống chung với cả người sống. Họ đi cùng, ngồi cùng, đôi khi là nhìn chằm chằm vào người sống gây ra cảm giác dùng mình hay đột nhiên nổi da gà. Bà của em bảo, những nơi thê thảm, chứa đựng ít linh khí của đất trời thường là nơi hồn ma bóng quế tụ tập. Đối với cả làng em, chỗ đấy không phải bãi tham ma, mà là đoạn bờ sông nơi chôn những cái xác thối giữa trôi về làng mỗi đợt nước lên. Đất có thổ công, sông có hà bá, khu đất nào thì cũng có thần linh chấn niệm và cả vía của những người sống trên đó nữa. Ông em đào xong cái giếng trong vườn được 5 năm. Năm 62 thì bà ngoại em sinh cậu Cường, trong làng có đứa chết đuối. Hồi đấy vườn rộng, trồng nhiều cây trái, lại giàu thưa nên trẻ con hay sang nhà ông bà em để bẻ trộm chuối, khế hay là chơi trốn tìm ngoài bờ tre. Thằng bé cùng làng mò vào trốn, giữa trưa nắng, chẳng hiểu đi đứng thế nào mà lộn cổ xuống giếng nhà em. Đến tối, mẹ nó đi tìm, khóc lóc thảm thiết, cả làng đổ ra sông mò, mò đến trưa hôm sau thì vẫn chẳng thấy. Lúc này thì mới vào nhà em để múc nước rửa cái chân. Cái gầu rơi xuống đập cột vào đầu thằng bé, xác nó được vớt lên, làng giữ chặt không cho mẹ nó vào gần. Đấy là thông tục của dân trải lưới. Phàm người chết đường chết chợ, đặc biệt là chết trôi sông, thì phải táng ở ngoài đường, cấm không cho mẹ đến gần. Giữ được một lúc thì bà mẹ của nó vùng vào được, chạy lại ôm xác con. Bất chợt thằng bé co giật mạnh, từ các lỗ trên mặt của nó, miệng, tai, mũi và hai hốc mắt, máu tươi chảy ra thành dòng, hòa với cả nước rơi lại vào giếng của nhà em tong tọc. Táng xong thằng bé đấy, trẻ con cũng chẳng mò sang vườn nhà ông bà ngoại em chơi nữa. Và cũng thừa đấy thì sinh ra lắm chuyện quái gì. Đợt đấy nhà chẳng dám dùng nước giếng nữa, chuyển sang dùng nước mưa ở cái bể to. Cái bể to nằm ở gần sân nhà em, nhà cậu Dũng bây giờ đấy. Muốn ra thì phải đi qua cái giếng. Bà em bảo vào những đêm sáng trăng, chỗ cái giếng hay có tiếng trẻ con than khóc, rồi tiếng kêu cứu thất thanh thế nhưng chẳng ai dám ra xem thế nào cả ba tháng sau ông em nhờ thầy trong làng đến cúng cúng ba hôm liền từ đấy thì cái giếng không còn tiếng ai hóa nữa ông em đem cái miếng gỗ to mà đậy lại bắn đi một thời gian con cháu chẳng thể ý nữa ông bà thì cũng chẳng nhắc chẳng ai hiểu rõ bỏ cái nắp ra cả nhà lại múc nước dùng như bình thường Năm 2004 thì cái giếng đột nhiên trào nước xối xả, nước phù sa đỏ lòm như máu, loang khắp cả sân. Đến ngày hôm sau thì hết, nhưng mực nước thì cứ giữ sâm sấp ở miệng, dù trời nắng to. Trong quan niệm của nhiều người, động thổ nghĩa là động vào vong và động vào thổ địa. Đất mang khí âm, nước sông mang khí âm, đem khoét một cái lỗ sâu trên mặt đất mà cho âm quyện với âm cái giếng chẳng khác nào đường đi tắt của vong vào đất người sống. Chuyện này vốn dĩ chẳng hay ho gì với cả bất cứ gia đình nào, đặc biệt là với những người mang nợ với hạ bá. Có một điều mà bà em dặn đi dặn lại khi anh em còn nhỏ. Đi ra ngoài thì mở cửa phòng thật to, có khi vào phòng phải đóng cửa thật kín. Năm 2004 là năm con Ninh bị ma dụ và theo về nhà, cũng là năm bà em bắt đầu đưa con chó đá vào đại trong vườn. Hai hốc mắt của nó phẳng lì, lạnh lẽo. Chẳng hiểu do cố tình xoay đặt hay là không mà hướng thẳng ra phía cái giếng cổ năm xưa. Người ta bảo chết trẻ thiêng lắm, nhưng mà cũng dễ hóa giải. Cái vong thằng trẻ con năm sau, đợt cúng ba hôm đã không còn nữa. Thế nhưng mà chỗ cái giếng thì vẫn thỉnh thoảng vang lên tiếng u u như tiếng gió đập vào hai bên thành dọn tóc gáy từ hồi cậu dũng chuyển cái chuồng chó về gần đấy hai con chó chẳng cắn đêm nữa mỗi tội xích nhốt vào chuồng chúng nó lại trở nên khó bảo lồng lộn và hay dãy đạp loạn sạc Kêu hôm con linh bị ma theo về chỗ cái giếng cổ vẫn im lặng như tờ trở lại chuyện hai con chó bà em nuôi nằm cậu mợ dũng đẻ con linh cái đêm mợ đẻ con Linh Trong làng thì có con chó mẹ Cũng sinh ra một đứa Chỉ có hai con chó con Bà em thích lắm Xin cả hai con về nuôi Đặt tên là Tin và Mích Lúc bà em sang xin chó Mặt bà bạn tỏ ra kỳ lạ Nhưng mà cũng ngậm ừ cho qua chuyện Bà em bảo hai con này bằng tuổi con Linh Coi như là bạn nối khố đi Càng sống thì hai con càng tỏ ra trái tính trái nết Con tin vui vẻ Hoạt bát bao nhiêu thì con mic lại tỏ ra lầm lì. Lúc nào cũng gầm gừ trong cuống hỏng. Mắt vằn đỏ liếc nhìn xung quanh. Buổi sáng hôm mộ con tin bị đào mất. Bà em chết lặng. Bà em đứng rất lâu cạnh cái mộ chó trong vườn nhà cậu Dũng. Mặt bà thần tím tái. Đến trưa thì mới mời sư thầy đến nhà. Sư thầy đến nhà em, ra cái mộ con chó, bất chợt tay lần tràng hạt như là nói bâng quơ nhà bà xưa nay chỉ nuôi một con chó, không có con thứ hai. sư bảo giờ đem lấp cái hố đi, nhưng mà đừng lấy đất bờ sông khu này. thế nhưng cậu dũng chẳng quan tâm. đợi bà và sư vào nhà thì cậu em đem đất ở hai bên mà lấp hố lại cho đỡ mất công. cái khoảnh đất ba năm sau vẫn còn nâu mới roi rói. ba ngày sau khi lấp, có chó lạ xuất hiện trong vườn nhà bà em. Bọn này thì chỉ đến lúc nửa đêm, gào lên ăn ngẳng, chạy loạn soạn ngoài vườn. Nhưng mà tuyệt nhiên mấy con chó nhà các cậu thì lại không sủa tiếng nào. Ba đêm liền, nó sủa ngoài vườn nhà bà em, sát bờ bãi sông. Tiếng nó cứ to rồi nhỏ dần, như là chó sói chu vậy. Rồi tiếng rít và tiếng cắn hai hàm răng vào với nhau cùng cộp càng lúc càng sát vách nhà bà em. Đến hôm thứ ba thì người nhà bà em mới dám giao đoạn đấy ngó. Cái chỗ bò tre gần đấy đặt dấu chân chó quân lấy nhau. Cứ thế xa dần mà tiến gần tới đoạn bò tre. Đến gốc tre thì dừng lại hẳn. Cậu Dũng em thấy lạ đem sẻng ra xúc. Đừng một đoạn thì kinh hãi nhận ra. Dưới gốc tre ngoài bờ sông là xác con tin và con mít. Con mít thì đầu vẫn đội nón nhưng mồm thì ngoạm chặt lấy cổ con tin, trào máu đen xì chỗ kẽ răng. Bà ngoại em bảo đem xác hai con mà đốt đi, rồi lấy cho trộn vào đất sét đắp lại chỗ bờ tre như trước. Từ đấy thì tiếng con chó lạ cũng chẳng còn. Cái năm 2004, nước giếng phun lên đỏ lòm, con Linh hai lần bị ma dụ, cả nhà hoang mang lắm, sau đợt đấy thì thấy bà em hay sách bị ra sông lúc sáng sớm. Mười ngày liên tục, rồi bà chẳng ra nữa. Chỉ thấy đặt con chó đá ở góc vườn sau nhà cậu Dũng. Con chó đá không có hốc mắt. Rồi lại mời sư sang trấn điểm. Nhìn thấy bãi đất nâu tươi chôn con tin năm xưa. Sư chỉ thẳng mặt cậu em, mắng nhiều lắm. Ngày hôm đấy sư không về chùa, ở lì tại chỗ vườn sau nhà mà tụng với cả bà em sáng hôm sau sư gọi cậu em ra mặt giàu dĩ mà rằng mẹ cháu xưa nay nuôi nhầm con chó độc chỉ nuôi một con mà ngỡ như hai con chó độc này luôn tỏ ra hoạt bát mạnh khỏe nhưng mà lúc nào nó cũng muốn tìm cơ hội mà giết mẹ con cháu nhà cháu có cái tinh ngựa đánh trận khôn lắm nhờ vía của nó canh mà con kia chưa làm hại được ai cả nay bà ngoại đem chỗ đất xét trộn cho hai con lúc trước nhét vào khối đá đúc thành hình con chó đem đặt ỉm ở vườn nhà để tránh nó chạy trốn ra sông lại đem khoét mắt đi để phòng cho nó không thấy đường mà làm trò nhiễu càn cây chỗ vườn yên ổn một thời gian cho đến năm khi khí âm xoay vần bà em đau yếu đi hẳn con chó đá thì chẳng hiểu do hay đem đi tự nhiên chuyển vào trong vườn bà nó vẫn im lìm nhưng mà chỗ hốc mắt trống trơn Chẳng còn hướng ra cái giếng cổ như trước nữa Câu chuyện thứ 18 Hồi kết Từ sau cái ngày con chó đá Bị đập nát đầu ở vườn bà Những chuyện kỳ dị quanh khu nhà em Thì cũng nhiều phần giảm hẳn Chẳng có tiếng hú ban đêm ngoài bờ sông Hay những tiếng gọi phía vườn sau nhà cậu Dũng Ngày hôm đấy, cậu em mang cái xác chó đá và hai tròng mắt dính máu nhét vào cái bị và ném xuống sông dòng nước đỏ quạnh nuốt chửng cái bao tải xùi bọt trắng xóa rồi chìm nghỉm cách đây hơn một năm người ta bắt đầu làm dự án thành phố ven sông hồng lúc này thì cái bãi gần bờ sông nhà em cũng đã mất gần hết chỉ còn một chút bờ kè thoải ra ngoài sông vào sát làng lở luôn cả bụi tre và bãi đất năm nào cuốn đi hết những cái xác người chết trôi vùi ở đấy những cái xác còn lại thì trôi xuống đáy sông và có lẽ chẳng bao giờ nổi lên được nữa. Ngày đổ cái kẻ đá, cả làng nhộn nhịp hẳn. Dân bảo đợi dự án làm xong thì giá đất lên tha hồ mà hưởng lợi. Người người nô nức ra ngắm từng đoàn thợ kéo về. Tiếng xe cầu, xe ben chạy y ầm, đá đổ ôm ôm suốt cả ngày. Chỗ bãi tre ngày xưa, giờ theo bằng cái kè toàn đá tảng, chạy dài tít tắp, trắng phớ hai bên bờ. Thợ dựng lán ở cạnh sông cho tiện làm. Người làng em bảo cái kẻ đá cướp đất của những u linh ngoài bãi và cả của loài ma nam nữa. Hàng đêm thì vẫn có tiếng nhảy ồm ồm ngoài sông và cả những tiếng cười đùa y ới. Làng em ai cũng biết, cũng chẳng dám ra ngóng. Chỉ thấy ít lâu sau thì thợ chẳng còn làm đêm. Tiếng máy ổi, xe bèn cũng bật tích. Mọi chuyện cứ bình lặng trôi đi, Chẳng còn hồn ma bóng quế và cũng chẳng còn những việc làm người nhà em hoang mang. Đêm đấy, bà em ốm. Cây chân của bà em lại trở trứng, đau hết hai bên đầu gối. Mỗi lần đi ra đi vào lại gặp khó khăn. Thế nhưng bà em cũng vui vẻ hơn và không còn cáu kỉnh như đợt trước nữa. Người nhà em thì có thói quen đi ngủ muộn. Tối thường tụ tập chè nước ở sân nhà cậu Dũng. Đến quá 11 giờ ai về nhà nấy ngủ Đêm đấy cũng vậy, gió sông thổi vào hiu hiu, lành lạnh, không khí thoáng đãng làm cho câu chuyện trở nên vui vẻ hơn hẳn. Đến 10 rưỡi, bà em đau chân bỏ về phòng. Mọi người thì vẫn ngồi lại uống nước. Từ nhà cậu Dũng xuống nhà bà khoảng 20 mét bà em vừa bước vào phòng, chưa kịp bật điện thì đứng sững lại mà ú ớ không nói được câu nào. Người nhà em thấy thế thì mới chạy xuống bà em đứng yên trên thềm run run chỉ vào cái khe cửa cửa mở hờ đằng sau bóng tối chỗ cái khe cửa không khít đấy hai con mắt đỏ lòm trừng trừng nhìn ra ngoài cậu dũng em đạp cửa sông thẳng vào thấy chỗ cái bóng đen lù lù nhảy qua cửa sổ rồi biến mất chỗ bờ sông cậu em toan đuổi theo thì bà giữ lại mặt bà trắng bệch thở dốc mà bảo con cháu Vong này ở nhà mình lâu rồi. Thế rồi bà chẳng nói gì nữa. Mắt buồn mang mát nhìn ra sông. Cả nhà gặng hỏi bà cũng chẳng trả lời bao giờ cả. Phía bờ sông, nước vẫn cuộn đục ngầu. Sóng va vào bờ kè ủy oạc, ủy oạc. Các bạn thân mến, và đây cũng là những khúc cuối của bộ truyện Đất Độc Quê Em hay tên mới tiến đặt là Vùng Đất Quỷ Sữ một bộ chuyện mà rất gần với cuộc sống của mọi người đặc biệt là những ai đã sống ở hà nội và có nhiều sự quan tâm với sông hồng à, tiến mong rằng các bạn có thể comment ý kiến của mình ở dưới về cách đọc thể loại chuyện ma của tiến để tiến cải thiện hơn và nếu như các bạn yêu thích những bộ chuyện nào hay thì có thể bảo cho tiến để tiến diễn đọc ở những ngày tiếp theo nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại